Bò liếm là một cái chủ đề mà mình không nghĩ nó lại hot đến như vậy. Có rất là nhiều anh em quan tâm. Có những anh em đã có những cái bò liếm tự nhiên sẵn rồi thì anh em lại muốn phá nó đi. Anh em nào chưa có thì lại muốn tạo nó lên. Thực ra thì không có cách nào có thể tạo được bò liếm cả. Nói như thế để cho anh em dễ hiểu thôi. Tức là cái phần chân tóc mái của chúng ta thường thường nó mọc xuôi về phía trước, nó hay bị xẹt. Giúp chúng ta chơi những kiểu sai pass, combo hair, những kiểu rẽ ngôi, mái phồng phồng hay những kiểu Ivy League dựng dựng nó khó khăn cũng như là nó không giữ được lết. Lúc này thì chúng ta sẽ sử dụng kem ép sai, chúng ta đổ ra một lượng vừa đủ để chúng ta bôi vào phần chân này, trải dựng dựng lên để 15 phút thôi anh em đi xả ra sấy là sẽ có ngay một cái lớp tóc từ xuôi như này, nó dựng dựng lên như thế này, giúp chúng ta chơi những kiểu tóc như thế nó đẹp hơn. Cái máy phải phồng thì nó mới đẹp, cũng như là giữ lớp nó sẽ bền hơn đấy. Còn trong trường hợp mà anh em không muốn sử dụng hóa chất kem ép sai này lọ thì anh em phải chịu khó tạo kiểu trong vòng vài tháng gì đó, chơi một cái lớp tóc đủ lâu thì cái chân tóc từ từ nó mới nắn lên được đấy. Anh em có thể là quan sát cái tóc của mình trước đây thì mình cũng sử dụng cái sản phẩm này để mà mình tạo form cho nó phồng lên, cũng như là mình chơi cái kiểu tóc này là tương đối lâu rồi cho nên là nó đã thuần rồi, cái mái của mình cũng là nó cũng phồng thôi, bây giờ muốn nó xẹp xuống nó cũng khó. Và trong một số những trường hợp mà anh em có mái bò liếm tự nhiên, anh em muốn phá nó đi, chơi những kiểu tóc layer nó hay bị rẽ ra đúng không, nó lùng bùng anh em không thích thì anh em cũng sử dụng cái này anh em phá đi nhé, bôi vào chân trải xuôi xuống kẹp giữ định hình cái lại 15 phút thôi là có thể giải quyết được rồi. Nói chung là sản phẩm này nó rất là hữu ích, giúp anh em có thể là vừa tạo phồng cũng như là vừa loại bỏ cái phồng do bò liếm tự nhiên đấy, thì anh em có thể tham khảo nhé. Cảm ơn anh em.